Tôi đang có mặt tại mỏ núi Lào ở tỉnh Savannakhet, và đây là xưởng đóng gói sau khi xử lý iốt. Muối được đóng bao và công nhân đang làm việc. Và ở đây có ba màu tím, vàng và xanh để phân biệt các cái loại kích cỡ. Và muối ở đây là đúng lấy từ mỏ Lào, nguyên chất đá cổ, núi muối cổ. Và đây là muối thành phẩm sau khi xử lý gió. Rất ngon. Quý vị hãy sử dụng muối Lào cổ nhé. Rất tuyệt vời. Đây, còn một xưởng muối ở Lào. Rất tuyệt vời.